Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Văn hóa đời sống có chuyên đề xây dựng văn hóa giao thông, đã uống rượu bia không lái xe, đề cập đến những tác hại và sự nguy hiểm của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Đồng thời, ghi nhận những chuyển biến của người dân và cán bộ công chức trong việc chấp hành quy định về không sử dụng rượu bia khi lái xe. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về những khó khăn trong truyền dạy và phát triển nghệ thuật ca trù ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Mục Nét đẹp xứ Nhãn có phóng sự thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang nhân rộng mô hình cưới tại nhà văn hóa thôn. Thưa quý vị, sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông trên đường là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, ý thức người tham gia giao thông là yếu tố quan trọng hàng đầu, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia. Mặt khác, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, qua đó nhằm tạo thói quen chấp hành pháp luật và hình thành văn hóa giao thông, đã uống rượu bia không lái xe. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên đề sau đây. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên, trong 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 195 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người. So với cùng kỳ năm 2022 thì tai nạn giao thông tăng cao cả số vụ và số người chết. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, song một trong những nguyên nhân chính là do lái xe sử dụng rượu bia trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn và để lại hậu quả nghiêm trọng. Điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày 30 tháng 7 trên tuyến đường 376 đoạn qua xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Lái xe sau khi uống rượu bia đã không làm chủ được tay lái, điều khiển ô tô lao sang làn đường đối diện, đâm trực diện với một xe điện khiến hai trẻ em tử vong. Trước đó vào ngày 2 tháng 7 tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, một nam công nhân sau khi uống rượu bia đã điều khiển chạy xe máy tốc độ cao đâm vào một xe khác, hậu quả nam công nhân tử vong. Khi uống rượu bia mà tham gia giao thông thì điều đầu tiên là sẽ giảm sự tập trung của mình khi tham gia giao thông và khi điều khiển phương tiện, để giảm sự mất tập trung. Và thứ hai là phản xạ của mình đối với các sự vật hiện tượng, các phương tiện khác khi tham gia giao thông là rất là kém. Cũng có một số vụ tai nạn giao thông là lái xe điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia, và cũng chiếm một số tỷ lệ lớn trong thời gian vừa rồi. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 18.000 nạn nhân nhập viện do tai nạn giao thông, trong đó có 37% ca tai nạn giao thông và 11% số người tử vong do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia. Là người trực tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, bác sĩ Đỗ Chí Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, thị xã Mỹ Hào chứng kiến nhiều ca tai nạn giao thông chấn thương nặng do sử dụng rượu bia khi lái xe. Tình trạng nhập viện thì cũng rất là đa dạng. Có những trường hợp chấn thương sọ não nặng, rồi đa chấn thương dẫn đến là có nguy hiểm đến cái tính mạng và cũng để lại những cái di chứng về lâu dài, ảnh hưởng nhiều đến cái sức lao động của bệnh nhân. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Vì vậy, mỗi người dân hãy tự giác thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vì tính mạng của chính mình và của cộng đồng. Trước tình hình tai nạn giao thông tăng cao, vẫn còn một bộ phận người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm nồng độ cồn. Ngày 18 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 2514, trong đó yêu cầu người dân và công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau gần 2 tháng, việc chấp hành quy định trên được các cá nhân và tổ chức thực hiện như thế nào? Mời quý vị xem tiếp phóng sự sau. Anh Vũ Văn Hải ở xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ cùng với bạn bè của mình đến dự buổi ăn trưa tại một nhà hàng trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ. Nếu như trước đây, trong bàn tiệc, anh Hải và những người khác thường sử dụng một chút rượu để giao lưu với nhau. Nhưng thời gian gần đây, anh Hải cùng nhóm bạn của mình chọn uống nước lọc và nước ngọt bởi ai cũng phải lái xe nên có ý thức chấp hành nghiêm quy định. Đã lái xe thì không sử dụng rượu bia. Tôi thấy đấy là quá tốt cho bản thân mình và cho xã hội và tham gia giao thông là không nên sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Nếu như ai mà đi xe ô tô thì họ cũng chấp hành luật lệ an toàn giao thông, là họ cũng chọn cái nước ngọt và nước suối chứ không chọn bia và rượu. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành chỉ thị yêu cầu công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông,
Liên đoàn Lao động huyện Văn Giang triển khai xuống từng công đoàn cơ sở để tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của tỉnh đến các đoàn viên công đoàn. Giao cho các tổ trưởng các tổ là đề nghị các đồng chí là triển khai trên Zalo nhóm mà tổ mình phụ trách để các đồng chí là cán bộ, là công chức, viên chức người lao động hiểu được là khi đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Thế và đến thời điểm hiện nay thì cơ bản công đoàn, cơ quan chính quyền Văn Giang chúng tôi cũng các đồng chí là chấp hành nghiêm cái chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong lực lượng công an cũng có nhiều biện pháp để thực hiện nghiêm quy định về không sử dụng rượu bia trong giờ buổi trưa các ngày làm việc, thời gian trực. Tại công an huyện Khoái Châu, tổ điều lệnh do đồng chí phó trưởng công an huyện phụ trách thường xuyên tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với các đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm. Với tinh thần kiểm tra nghiêm túc và không có vùng cấm, sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng rượu bia và chất có cồn. Qua đó thì siết chặt cái kỷ luật kỷ cương, là tất cả cán bộ chiến sĩ công an huyện là gương mẫu chấp hành các cái quy định. Đã uống rượu bia thì kiên quyết là không lái xe. Đồng thời là vận động người thân rồi bạn bè thực hiện quy định về cấm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Hiện nay đã có quy định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn sẽ bị gửi thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị công tác. Từ đây, các cơ quan quản lý đưa ra hình thức kỷ luật. Hơn ai hết, cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện các quy định về không sử dụng rượu bia khi lái xe để góp phần xây dựng văn hóa giao thông và văn hóa công sở lành mạnh, kỷ luật. Với quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông, đã uống rượu bia không lái xe, cùng với lực lượng công an cả nước, công an tỉnh Hưng Yên đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bước đầu đã góp phần chuyển biến nhận thức và thay đổi hành vi của người tham gia giao thông. Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Giang ở một tuyến đường trên địa bàn huyện Văn Giang vào buổi trưa. Trong số hơn 30 trường hợp bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra nồng độ cồn thì tất cả đều không vi phạm. Điều này cho thấy đa số người tham gia giao thông đã có ý thức chấp hành các quy định về cấm sử dụng rượu bia khi lái xe. Đã uống rượu bia thì là tôi không sử dụng xe và kể cả là ngày hôm sau tôi cũng không sử dụng xe, không lái xe. Đấy, thì tôi có đi đâu thì tôi lại phải đi xe taxi thôi. Đấy, nên là mình chấp hành những cái quy định. Thứ hai là thứ nhất là an toàn cho mình, thứ hai là an toàn cho mọi người. Không sử dụng rượu bia thì nó sẽ giảm được gần như là tối đa những cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Kỹ năng vận hành lái xe của người lái xe nó sẽ trơn tru mượt mà hơn, tạo ra sự an toàn cho bản thân mình và khách hàng, sau đó khách hàng sẽ tin tưởng mình hơn. Ngoài tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Giang còn đa dạng các hình thức tuyên truyền, dán áp phích mang thông điệp về không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Chúng tôi thường xuyên kết hợp với cả lực lượng công an xã tuyên truyền dán băng rôn khẩu hiệu tại các quán ăn, quán hát trên địa bàn, nâng cao ý thức và nhắc lại cho người dân là đã sử dụng rượu bia thì không tham gia giao thông. Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông, công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn nhằm phòng tránh và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, vốn là cái nôi của ca trù, nhưng hiện nay tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, ca trù lại đang đứng trước những thách thức, khó khăn trong việc làm thế nào để có thể lưu giữ và phát triển trong tương lai. Một buổi tập luyện của các thành viên câu lạc bộ ca trù Đào Đặng, số người tập luyện càng ngày càng ít. Nếu như vào thời gian mới thành lập năm 2012, câu lạc bộ ca trù Đào Đặng có tới 25 thành viên tham gia, thì hiện nay số lượng thành viên giảm xuống chỉ còn hơn chục người. Như cái hội chúng tôi mới thành lập là từ năm 2012 đấy, thì là thường là một tháng là cứ phải một hai lần các chị em ra đây cùng nhau để học tập, để cùng học hát. Thời gian gần đây là ít tập hơn, bởi vì cô Nhàn là chủ nhiệm câu lạc bộ ấy, cũng rất là bận đi dạy hát ca trù ở các nơi khác, thế mới cả các bà các chị là cũng nào cũng bận vì các con các cháu không tham gia được mấy. Về cái tinh thần vật chất ấy không có quan tâm đến mấy, thế cho nên là nhiều lúc là đi rồi chị em cũng cứ lảng ấy, không có tập trung lắm. Nghệ nhân nhân dân ca trù Đỗ Thị Thanh Nhàn là người có công vực dậy, lưu giữ và phát triển ca trù Đào Đặng.
Thế nhưng, suốt hơn 10 năm gắn bó với bà, việc làm sao để có thể truyền dạy và đưa ca chủ, nhất là ca chủ tại làng Đào Đặng lớn mạnh, vẫn là nỗi trăn trở, chưa tìm được lời giải đáp. Các chủ rất là khó nên là cái việc truyền dạy của tôi cũng rất là khó khăn. 10 năm nay tôi dạy ca chủ nhưng mà cũng chưa tìm được một cái nhân tố nào. Đấy là một cái sự trăn trở nhất của tôi về cái việc truyền dạy và lưu giữ ca chủ. Mong được các cấp, các ban ngành, lãnh đạo, văn hóa là quan tâm hơn thường xuyên để cho chúng tôi truyền dạy được nhiều hơn. Và vì là mỗi một lần mở lớp thì chỉ được có 10 ngày thôi. Thế là 10 ngày thì nó không thấm vào đâu. Xong sang năm mới lại mở, mọi người lại quên hết. Đào Đặng vốn là quê hương của ca nương Đào Thị Huệ, là cái nôi của nghệ thuật ca trù truyền thống. Thế nhưng trải qua thời gian cùng với những khó khăn về con người, về điều kiện kinh tế, khiến loại hình nghệ thuật này tại đây thêm một lần nữa đứng trước nguy cơ mai một. Nôi ở đây là chính là mẫu đào lương, cái nôi hát ca chủ. Thế mà thực sự là ở mình thì lại cũng lại không lưu giữ được mấy. Thì tôi cũng thấy rằng là chưa được toại nguyện lắm. Thế nên là bây giờ là đáng lẽ phát triển được nhanh nhiều nữa và để các cháu lớp trẻ lưu giữ. Nhưng chúng tôi là cũng già rồi nên là nhiều khi rồi hát nó cũng có những cái nó về cái trí nhớ là nó cũng quên. Ca chủ, loại hình nghệ thuật truyền thống bác học của thôn Đào Đặng, xã Trùng Nghĩa nói riêng, của Việt Nam nói chung. Việc bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này là trách nhiệm không chỉ của riêng cá nhân mà còn của các ban ngành có liên quan. Hy vọng trong thời gian tới, loại hình này sẽ được quan tâm, bảo tồn và được truyền dạy tới thế hệ trẻ để không bị thất truyền trong tương lai. Thưa quý vị, trước thực tế trong thôn có tình trạng rạp cưới lấn đường gây cản trở giao thông, từ năm 2022, thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho các gia đình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa thôn với tiêu chí văn minh, tiết kiệm và an toàn. Giống như nhiều gia đình khác ở thôn Đan Nhiễm, cuối tháng 10 vừa qua, gia đình ông Nguyễn Đức Long đã tổ chức đám cưới cho con gái mình tại nhà văn hóa thôn. Tuy nhà ông Long không quá chật, đủ điều kiện để tổ chức đám cưới, song gia đình thống nhất ra nhà văn hóa thôn để tổ chức, bởi ông Long nhận thấy có nhiều thuận lợi. Môi trường nhà văn hóa là rất là sạch sẽ, nó khoa học, đã tạo điều kiện thuận lợi để gia đình chúng tôi là tổ chức cho cháu một cái đám cưới rộng rãi, vui vẻ và thuận lợi nhất. Nhà văn hóa thôn Đan Nhiễm được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm 2021 với tổng diện tích trên 1.500 m². Trong đó, sân nhà văn hóa có diện tích 1.000 m², có thể kê được 60 bàn, sức chứa khoảng 400 người. Mặt khác, khuôn viên nhà văn hóa rộng, có chỗ để xe và có khu làm công tác hậu cần. Vì vậy, đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức đám cưới. Cơ sở thôn Đan Nhiễm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình khi tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa thôn. Các người dân trong thôn cũng có nhu cầu tham gia cái đám cưới ở các nhà văn hóa các thôn, thì bản thân chúng tôi là ban lãnh đạo thôn cũng tạo mọi điều kiện cho nhân dân, làm sao khi có nhu cầu là sẽ sắp xếp bố trí thời gian cũng như là phân viên để cho người dân tổ chức được đám cưới vui tươi trọn vẹn và đảm bảo tiết kiệm và an toàn giao thông. Thấy cái đường mà nó to đẹp mà lại mình bắc dạp ra ngoài đường ấy, thì bây giờ nó thứ nhất là cản trở giao thông, thứ hai là có thể gây ra tai nạn. Có một cái nhà văn hóa đẹp như thế này mà các cái tổ chức các cái sự kiện đám cưới, cưới hỏi hoặc những cái sự kiện gì mà ta làm được ở nhà văn hóa như này, một điều rất là tuyệt vời. Đám cưới của gia đình ông Nguyễn Đức Long tại nhà văn hóa thôn Đan Nhiễm diễn ra trang trọng, đầm ấm, văn minh, gọn nhẹ trong một không gian rộng, thoáng đãng. Từ đầu năm đến nay, thôn Đan Nhiễm đã có 5 gia đình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa thôn, chiếm 50% số đám cưới trong thôn. Từ mô hình ở thôn Đan Nhiễm, Ủy ban Nhân dân thị trấn Văn Giang sẽ nhân rộng ra toàn thị trấn, bởi hiện nay 3 thôn và 1 phố của thị trấn Văn Giang đều có nhà văn hóa khang trang, rộng rãi. Các gia đình phải cam kết tổ chức làm sao cho nó đúng theo phong tục tập quán của địa phương, không xa hoa lãng phí. Trong nhà mà không có điều kiện thì cũng vận động nhân dân ra nhà văn hóa. Đến giờ phút này nhân dân người ta rất là đồng tình, hưởng ứng và ủng hộ. Mô hình cưới tại nhà văn hóa thôn cùng với việc thực hiện nếp sống văn hóa được thực hiện với các hình thức đám cưới không rượu bia thuốc lá, đám cưới ít mâm, có ý nghĩa thiết thực, vừa đảm bảo phù hợp với đời sống kinh tế nhiều gia đình, vừa hạn chế được tình trạng dựng rạp cưới lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
Tới đây chuyên mục văn hóa và đời sống xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.